Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Thôma ở với các ông. Trong khi các cửa đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa và phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Thôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Thôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa con." Chúa Giêsu nói với ông: "Thôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta đã nhiều lần chúng ta cũng kinh nghiệm và cảm nghiệm được cái lòng thương xót của nhau. Ví dụ như cha mẹ thương xót con cái, tha thứ cho con cái, vợ chồng tha thứ cho nhau, và nhiều cái trường hợp hoàn cảnh khác trong đời sống của chúng ta. Con có nhớ khi con còn ở khoảng học cấp 2 thì có một lần con làm một cái lỗi mà làm cho ông cố rất là buồn. Buồn đến nỗi ông cố không muốn nói chuyện với con. Và buồn đến nỗi con cũng sợ đến nỗi không dám nhìn hoặc là đối diện với bố của mình cho vài ngày. Mình tìm cách để mình không phải đối mặt, giống như là giả bộ học bài, giả bộ ngủ, vân vân và vân vân. Nhưng tới vài ngày sau thì con mới nghĩ rằng cứ thế này thì không có làm được cái gì, tại vì rồi mình cũng sẽ phải huề với bố của mình, rồi mình cũng phải xin tiền bố để mua cái này mua cái kia, rồi mình cũng phải làm hòa thôi, rồi cuối cùng nên mình phải suy nghĩ xem cách nào để mình làm hòa. Và mình cứ suy nghĩ mình nên nói gì và làm gì. Xong cuối cùng còn quyết định là một ngày nào đó khi mà bố đi làm về thì thay vì mình nói xin lỗi bố thì mình sẽ rửa xe cho bố. Bố hôm nay cần con rửa xe không? Là cái cách mình rửa xe là cái cách mình làm hòa với bố của mình. Thì nghĩ như thế. Rồi đến chiều khi mà ông cố đi làm về thì bắt đầu run, bắt đầu sợ, bắt đầu không biết như thế nào, bắt đầu như thế nào. Và rồi đột nhiên khi mà cánh cửa mở ra thì ông cố gọi tên: "Trường đâu rồi, trường đâu rồi?" Nghe chữ trường đâu rồi mình càng run hơn nữa, là
ông bố mình ông muốn gì đây. Nhưng mà khi mà mở cửa ra thì bố trao cho mình một cây cậu súng, là súng bắn pháo ở Việt Nam, bắn súng bắn pháo, thì bố nói là bạn của bố mới làm và bố cho bố mang về cho con, nhưng mà chơi cẩn thận. Rồi chuẩn bị, bố nói đi thay đồ đi tắm đi, rồi bố sẽ chở đi coi đua xe đạp ở xung quanh cái vòng nhà thờ Đức Bà. Và có như là mình không phải rửa xe, mình không phải nói xin lỗi với bố. Cái niềm vui nó tột đỉnh, nó vui hơn những cái gì mình tưởng tượng. Thưa ông bà và anh chị em, đó là cái cảm nghiệm mà chúng ta trong đời sống đó của chính con, nhưng mà trong đời sống của chúng ta có những cái cảm nghiệm như thế. Là khi một người nào đó tha thứ cho mình, một cái tình yêu thật sự, thì khi mà họ tha thứ cho mình, họ không đòi hỏi mình phải làm gì cho họ. Nhiều khi chúng ta cũng muốn tha thứ cho nhau, nhưng chúng ta đòi hỏi nhau, em tha thứ cho anh tha thứ cho em, nhưng bạn, em hay là vợ hay là chồng phải làm cái này, hoặc là con phải làm cái này. Chúng ta đặt điều kiện khi chúng ta tha thứ. Rồi khi mà cái người kia không làm theo ý của chúng ta, thì chúng ta lại bất mãn, chúng ta lại giận dỗi hơn. Nhưng thương bà và anh chị em, cái lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái tội lỗi của chúng ta. Và khi Thiên Chúa tha thứ lỗi của chúng ta, Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta điều kiện gì cả. Chúa luôn luôn cho chúng ta một con đường mới. Ông bà và anh chị em đi xưng tội, có nhiều người xưng tội, cứ tội này năm nào cũng xưng. Nhiều khi mình không có phạm nhưng mà mình xưng cho chắc ăn. Nhiều khi có nhiều anh chị em và ông bà chưa cha, con xưng tội, con nói dối 100 lần. Trời ơi, sao nó dối 100 lần, sao biết hay thế. Nếu mà nói dối 102 lần là nói xạo với Chúa nữa, thêm một cái tội nói xạo nữa. Nhưng mà nó nói vui ở đây là chúng ta nhiều khi chúng ta không có thật sự cảm nghiệm được cái lỗi lầm của chúng ta, và đến ăn năn thống hối từ chính cái tâm hồn của chúng ta. Thì Thiên Chúa biết hết, Thiên Chúa thương chúng ta và tha thứ, Ngài không có đòi hỏi. Và vị linh mục ngày hôm nay Chúa cũng nói là điều gì các con tha thứ thì trên trời cũng tha thứ, điều gì các con ràng buộc thì trên trời cũng ràng buộc. Nhưng khi ông bà và anh chị em đến xưng tội, linh mục đâu có hỏi đặt điều kiện cho ông bà và anh chị em là chị hay anh có hứa là sẽ không làm không, nếu mà không có hứa là tôi sẽ không tha tội. Không, bất cứ ông bà và anh chị em đến xưng tội điều gì, vị linh mục cũng tha thứ, không đặt điều kiện. Đó là tình thương xót của Chúa. Và hôm nay chúng ta thấy rằng Thánh Gioan, Ngài viết cái sách của Ngài rất là hay. Đặc biệt là chúng ta thấy đầu cái bài đọc ngày hôm nay, vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần và ngày thứ 8, Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông Thô-ma, với các tông đồ lần thứ hai, vào ngày đầu tiên thứ nhất trong tuần. Thánh Gioan một lần nữa nhắc nhở chúng ta cái sự khởi đầu mới, như trong sách Sáng Thế, là lúc khởi đầu đã có ngôi lời hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, ngày đầu tiên, Gioan muốn nhắc nhở chúng ta là sự hiện diện của Thiên Chúa mở ra một cái đời sống mới, một tạo hóa mới. Và đặc biệt rằng Thiên Chúa, chúng ta thấy Chúa Giê-xu hiện ra và Ngài làm gì? Ngài đã thổi hơi trên các tông đồ. Nhắc nhở chúng ta điều gì? Một lần nữa, trong sách Sáng Thế, khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người bằng đất sét, thì đó chỉ là một cái tượng sét. Và rồi Thiên Chúa đã thổi hơi vào cái tượng sét đó, nó biến thành sức sống con người. Nên ngày hôm nay Chúa Giê-xu trong Thánh Gioan cũng nhắc nhở chúng ta rằng một ngày tạo hóa mới, Chúa đã thổi hơi vào các tông đồ cho các ông một sức sống mới, để rồi các ông có thể ra đi và các ông có thể chia sẻ cái niềm vui đó. Chúa Giê-xu, câu đầu tiên Chúa Giê-xu nói bình an cho các con. Bình an ở đây trong tiếng Hy Lạp là shalom, không có nghĩa rằng cái bình an mà chúng ta chúc cho nhau trong thánh lễ đâu.
là chúc bình an cho nhau, bắt tay nhau rồi chúng ta không, ngay cả chúng ta ngồi kế bên nhau, chúng ta không biết cái người kế bên mình tên là gì, chúng ta làm qua loa. Nhưng bình an ở đây có nghĩa rằng thầy trong con và con trong thầy, tất cả mọi sự không còn lo lắng nữa, vì sự bình an của thầy bao trùm hết những đau khổ của con. Đó là cái sự bình an mà mẹ Maria quỳ dưới chân thánh giá, mẹ nhìn lên thấy con của mẹ mắt đẫm nước mắt nhưng vẫn tìm được sự bình an trong đau khổ, trong đau xót. Chúa Giêsu ngày trên thánh giá, ngày đau khổ nhìn xuống thấy mẹ của mình, nhưng ngài đã có bình an với Thiên Chúa là Chúa Cha của ngài. Với tất cả các thánh tông, các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy. Các ông trước khi mà các ông bị xẻ thịt hoặc là phanh thây, các ông sợ hãi, các ông đau đớn, nhưng các ông có tình, có cái sự bình an: tôi không lo lắng gì vì Thiên Chúa ở cùng tôi. Đó là cái bình an mà Chúa Giêsu muốn trao gửi các tông đồ, và đó là cái bình an mà chúng ta nhận lãnh mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em, và anh chị em đáp: và ở cùng Cha. Thưa ông bà và anh chị em, trong đời sống chúng ta có những cái nỗi lo giống như các tông đồ tin và không tin. Chúng ta, các họ tin Chúa Giêsu nhưng họ lại nghi ngờ Chúa Giêsu. Tại sao lại có nhiều đau khổ? Chúng ta cũng trong đời sống của chúng ta, chúng ta tin Chúa Giêsu nhưng chúng ta lại nghi ngờ Chúa Giêsu. Chúng ta làm trong đời sống của chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu nhưng công việc của chúng ta làm hàng ngày nó không ảnh hưởng, nó không phản ảnh được chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Như Gandhi có nói: tôi tin Chúa Giêsu nhưng tôi không tin những đứa đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta có thuộc loại người đó hay không? Thưa ông bà và anh chị em, mỗi ngày chúng ta tỉnh dậy, bao nhiêu ở đây không biết có anh chị em nào lúc mà chúng ta tỉnh dậy buổi sáng, cái việc đầu tiên chúng ta làm là cái gì? Nhiều anh chị em sẽ nói: thưa cha, việc đầu tiên con làm là mở cái phone ra coi trong Facebook có ai like con không, vì con post cái hình hôm qua. Con mở cái phone ra xem tin tức ngày hôm nay có cái gì không. Cái điều đầu tiên chúng ta làm buổi sáng là mở cái phone ra xem những gì xảy ra và những gì những người ta nói với chính mình. Nhưng có thể đời sống của chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ hiểu được cái lòng thương xót của Chúa khi chúng ta khi tỉnh dậy, chúng ta nhìn kế bên cái người đang nằm kế bên chúng ta, người vợ, người chồng chúng ta, lạy Chúa, xin cho con biết lòng tha thứ, xin cho con biết lòng yêu thương, xin cho con biết chú tâm tới những điều tốt đẹp mà em ấy, anh ấy làm cho con trong ngày hôm nay. Chính ngày giây phút đó chúng ta đã cho chính mình sự bình an và chúng ta bắt đầu tuôn đổ cái lòng thương xót mà Chúa trao ban cho chúng ta tới những người không phải xa lạ đâu, ngay trong gia đình và những người nằm ngay kế chung giường với chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục cái lòng khao khát để đến với con tim yêu thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Và không chỉ đến để nhận lòng thương xót, nhưng như các thánh tông đồ đã nhận cái thần khí mới để rồi ra về trong niềm vui và chia sẻ với những người chung quanh. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ông bà và anh chị em có tin rằng chính nơi bàn tiệc thánh này Thiên Chúa có thể thay đổi ông bà và anh chị em, những người tội lỗi, những người yếu đuối, thành những vị thánh của giáo hội hay không? Hãy ra về và suy niệm câu hỏi đó: tôi có thật sự tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho tôi từng giây phút trong cuộc sống của tôi hay không? Và nếu tôi tin tưởng điều đó, tôi sẽ làm gì với những món quà vô giá đó? Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.